Ăn cháo lòng các bạn ơi. Này huyết nè. Lòng nè. Mời các bạn nha. Ăn dưới này các bạn, giò cháu quẩy. Hồi xưa cái giò cháu quẩy này là người ta ăn cháu huyết. Nhưng mà giờ cháu lọc nó có cái này các bạn. Nè mình xắt ra cục cục rồi nè các bạn, mình xắt ra miếng miếng nè. Bỏ vô cháo này ăn nha các bạn. Đó, bỏ vô cháo. Ăn bao nhiêu bỏ vô nhiều. Này kêu giò cháu quẩy. Bánh này nó không có ngọt các bạn ơi, nó lạt lạt. Nó mặn mặn. Chứ nó không ngọt như bánh tiêu luôn nha các bạn. Mời các bạn nha. Này quyết nha các bạn. Cái bánh này nó lạt lạt, mặn mặn. Chứ nó không phải ngọt như bánh tiêu. Nó lạt cái mặn mặn. Đang ngồi giỏng đó các bạn, đang ngồi ngoài cái chòi này nè, cái chòi nè.
Đúng là hồi trước á, bây giờ cháu quẩy này nè, người ta ăn với cháu huyết, mà giờ người ta không có cháu huyết, ta ăn với cháu lòng cũng được các bạn. Này hồi chưa tặng cháu huyết nhưng mà giờ ăn cháu lòng. Có nhiều tiệm có bán nha các bạn, có nhiều tiệm bán cháo cháu lòng nhưng mà không có cái này đâu các bạn, không có bán bánh này. Có nhiều quán á thì nó có bán. Nhiều quán nó không có bán đâu. Con gà đẻ quay qua chuồng các bạn, một cục tác nhau đó trong chuồng các bạn. Đời này buồn lắm các bạn ha, giờ buồn trời buồn quá. Ăn không nó cũng mặn mặn ngọt ngọt, mặn mặn ăn không cái mặn mặn lắm rồi, cái vị ngọt nó ít lắm, gần như ngọt nó mở đường đâu các bạn. Này nó chiên lạc luôn đó các bạn, nhưng mà ăn có vị mặn mặn. Rồi, chia sẻ với bạn chút rồi nha. Chào các bạn nha.